Vâng, xin chào toàn thể các bạn nhé. Rất vui khi ngoài hôm nay được quay trở lại với các bạn. Nội dung nữa mà chúng tôi rất là muốn chia sẻ với tất cả các bạn đấy là về đồng chí Phó Thủ tướng Vũ Đam. Thì ngày hôm nay chúng tôi đã chia sẻ, phân tích một số nội dung và cái câu hỏi được rất nhiều bạn hỏi và một số cái trang thông tin đưa cho chính xác về đồng chí Vũ Đam là thì thời gian tới đồng chí Vũ Đam không làm Phó Thủ tướng nữa phải không? Đấy, đến cái câu hỏi này thì bản thân chúng tôi thì thực tế là chúng tôi là nắm tương đối rõ rồi. Tuy nhiên là chúng tôi chỉ chia sẻ nội dung nào được phép chia sẻ thôi. Còn cái nào mang tính bí mật và giữ thì chúng tôi phải giữ, đấy là cái nguyên tắc. Cái thứ hai là chúng tôi chia sẻ để định hướng suy nghĩ các bạn, tránh tình trạng những cái suy nghĩ lệch lạc của tất cả mọi người, làm ảnh hưởng đến cái niềm tin của cử tri, của các nhân dân đối với các lãnh đạo đảng, niềm tin với Đảng Cộng sản Việt Nam là rất là nguy hiểm. Thì hiện nay chúng tôi đã nói rất nhiều rồi. Trung bình một ngày thì có từ 4.000 đến 6.000 nội dung bình luận là mang tính chất là phản bác, mang tính chất là khiêu khích, thậm chí là kích động trên các trang YouTube, gây ảnh hưởng rất là lớn đến, lo ngại đến chúng tôi. Bởi vì chúng tôi thấy là mặc dù nhân dân, một số bộ phận không nhiều nhưng mà khá là tâm tư. Mặc dù là dân tin đảng, tin nhà nước rất rất nhiều. Và đồng chí Vũ Đam là một trong những người vừa tài vừa đức, vừa có tầm nhìn và rất là giỏi. Đấy, thì cho nên là nhân dân rất yêu quý và quan tâm. Đấy, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ. Trước khi chia sẻ, chúng tôi có một số nội dung nói để thông báo đến các đồng chí như thế, và những nội dung chúng tôi chia sẻ thì hoàn toàn mang tính chất giải trí và tham khảo, nên là mong các bạn là luôn luôn là thông cảm. Quá trình chúng tôi quay thì có lúc bị rung giật, nên là các bạn cũng là chia sẻ cho chúng tôi là những cái như thế, và chúng tôi sẽ dành thời gian phân tích cụ thể để các bạn biết. Và thời gian tới đồng chí Phó Thủ tướng Vũ Đam có giữ cương vị tiếp tục làm Phó Thủ tướng nữa hay không, bởi vì cái cụm từ cái tên Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dường như đã rất là quen thuộc đối với mỗi người dân Việt Nam. Hình ảnh đồng chí Vũ Đam trên cương vị Phó Thủ tướng phát biểu rất nhiều nội dung liên quan đến chống dịch, đến y tế, đến giáo dục, đến khoa công nghệ, vân vân, những cái bộ rất là thể hiện cái sự năng động thực sự và nhạy cảm, nhạy với tình huống một cách nhanh, nhạy bén nhất. Thì để có một thời gian, ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ như sau. Nội dung chúng tôi chia sẻ trên bốn mặt, 1, 2, 3, 4, và mang tính chất là tham khảo giải trí thôi. Mặc dù là nội dung chúng tôi biết rất rõ nhưng mà chỉ chia sẻ những mức được phép chia sẻ. Hiện nay thì đồng chí chúng tôi sẽ chia sẻ nội dung đầu tiên trong bốn nội dung. Đồng chí Vũ Đam đang công tác ở chính phủ, cơ quan là chính phủ. Đấy. Và đảm nhiệm vị trí Phó Thủ tướng Chính phủ từ năm 2013. Như vậy là 8 năm rồi. Các bạn biết rồi, 8 năm. Cái thời điểm 2013 được bổ nhiệm vị trí Phó Thủ tướng thì đồng chí Phó Thủ tướng Vũ Đam lúc này là Phó Thủ tướng trẻ nhất lúc bấy giờ, lúc mới 50 tuổi rồi. Đấy, như vậy là đồng chí Phó Thủ tướng rất là đáng kính của chúng ta thì tuổi thời điểm đấy rất là trẻ, rất là giỏi rồi, tài năng nở sớm. Đến nay đã được 8 năm. Và qua 8 năm công tác thì đồng chí Vũ Đam thể cái thành công vượt bậc của mình nhờ cái tài năng, cái tâm huyết của mình. Đấy. Từ mảng ngoại giao, mảng đối ngoại, mảng xử lý, tất cả các mảng đều xuất sắc. Chính vì thế được nhân dân rất là yêu quý. Đấy, đấy là chúng ta đầu tiên. Chính vì 8 năm rồi, cho nên là để mà tiếp tục nhiệm kỳ tiếp theo mà ở cương vị phó tướng rất là ít khả năng xảy ra. Bởi vì nếu mà cứ cộng thêm 5 năm tiếp theo nữa, ví dụ như thế, thì là bằng 13. Thì quá dài. Đấy, chúng tôi vừa quay vừa vừa viết nên chữ tương đối xấu, các bạn thông cảm. Các đồng chí thông cảm. Như vậy dài nhưng khả năng này thấp xảy ra, rất là khó xảy ra, thấp đi xuống. Như vậy là chúng tôi có thể nói là nếu mà tiếp tục giữ cương vị phó thủ tướng chính phủ, chúng ta có thể thấy rõ ràng chỉ nhìn thế này rồi, chúng tôi đã xem phân tích của chúng tôi, các đồng chí tự định hướng cái suy nghĩ của mình nhé. Chúng tôi không kết luận một vấn đề nào cả, chúng tôi chỉ định hướng để các mọi người tránh nghe những cái thông tin, những bài báo, những cái video trên mạng xã hội mà không đúng sự thật xuyên tạc. Nên chúng tôi phải làm cái video chia sẻ càng nhanh càng tốt là như thế. Khả năng này thấp, rõ ràng là thấp. Nên là tiếp tục giữ cương vị phó thủ tướng chính phủ là sẽ rất là thấp. Đấy. Tiếp theo là cơ quan tiếp theo là Quốc hội. Đang giữ cương vị phó thủ tướng chính phủ cho nên là nếu mà chuyển sang Quốc hội thì sẽ làm những vị trí, ví dụ như là không làm chủ tịch Quốc hội được, bởi vì không nằm trong ủy viên bộ chính trị, không làm nguyên thủ quốc gia là chủ tịch Quốc hội được, mà sẽ phải là phó chủ tịch Quốc hội. Đấy. Cái khả năng này thì bây giờ đồng chí chuyển sang Quốc hội thì rất nhiều cái nội dung trên mạng thông tin xã hội đã đưa ra, thậm chí là được giới thiệu. Đấy, thì khả năng này chúng tôi
chúng tôi sẽ không khẳng định các bạn. Đấy, chúng tôi nói là rất là cao. Đấy, khi mà làm ở phó chủ tịch quốc hội hoặc chủ tịch quốc hội thì sẽ có thời gian nhiều để nghiên cứu liên quan đến hiến pháp, đến pháp luật điều chỉnh. Thì năm vừa rồi rất là nhiều cái thế lực thù địch liên quan xuyên tạc đến nội dung là đồng chí Nguyễn Hòa Bình và vụ Hồ Duy Hải đấy, thì chúng ta biết rồi, những người làm lập pháp, những người làm ở viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân tối cao, chánh án tòa án nhân dân tối cao vân vân, thì những người cần câm này được rất là khó các bạn. Đấy. Hiện nay thì quốc hội chúng ta đang thông qua, thậm chí là có thời gian định thông qua cả luật biểu tình. Mục đích lớn nhất tại sao là thông qua cái luật này, bởi vì làm sao để lúc nào cũng nghĩ đến nhân dân, làm sao cái quyền dân chủ của nhân dân đặt lên cao nhất. Đấy. Chính vì thế nhưng mà chúng tôi nói quốc hội Việt Nam đã thực hiện rất là tốt trong thời gian vừa rồi rồi. Chúng tôi cần ghi nhận cái điều đấy. Cái tiếp theo là cơ quan sang cơ quan phủ chủ tịch. Đấy. Nếu mà sang phủ chủ tịch thì thế làm phó chủ tịch quốc hội, ví dụ thay bà Đặng Thị Ngọc Thịnh là nghỉ nghỉ. Đấy. Thì khả năng này thì cơ bản là chúng tôi đánh giá là không cao một tí nào. Bởi vì thường ở Việt Nam thì cương vị phó chủ tịch nước là thường là nữ. Đấy. Bởi vì một chức danh nữ làm, một chức danh mang tính chất là nhiều, là về mang tính chất là giống như như là một người, một nhà lãnh đạo đi giúp đỡ nhân dân, đi thân mật gắn bó gần gũi với nhân dân nhất, vâng, là phó chủ tịch nước. Đấy, cương vị mang chức danh là mang tính là động viên nhân dân rất là nhiều, chứ còn những cái chức danh mà mang tính chất quyết định thì phó chủ tịch nước thường trong những năm nhiệm kỳ gần đây thì thường là ít, cho nên là khả năng này chúng tôi nghĩ phải chia đều thôi và không cao, thậm chí là thấp, chia đều và thấp các bạn nhé, tức là ở mức là đi xuống thôi. Đấy, thấp như vậy là về phủ chủ tịch rất là ít, để chúng tôi để phân tích rõ như thế để các bạn là tự định hướng cái nội dung và chúng ta tránh tình trạng mà xem những cái thông tin báo đài, những thông tin chưa chính xác rồi chúng ta tự kết luận là sai sự thật. Cái tiếp theo, cái nội dung chuyển vị trí công tác tiếp theo là thứ tư là xuống địa phương. Xuống địa phương thì đồng chí Vũ Đam ở cái tức trước đây là làm bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh rồi. Nếu mà xuống địa phương chỉ làm những địa phương lớn hơn, bởi vì từ phó chủ tịch, phó thủ tướng chính phủ thì chỉ có làm ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Hà Nội thôi. Đấy. Mà thực tế thì đồng chí Vũ Đam thì đã làm ở chính phủ thời gian rất dài, kinh nghiệm rồi. Nên là xuống ở vị trí địa phương, mặc dù là thành phố rất là lớn, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội rất là thành phố lớn nhất, hai thành phố lớn nhất của Việt Nam rồi, nhưng mà khả năng này vẫn rất là thấp. Bởi vì ví dụ như bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh phải là ủy viên Trung ương Đảng, thì đồng chí Nguyễn Văn Nên đã là vừa giữ chức rồi, vừa được bổ nhiệm thay vị trí của một đồng chí vừa nghỉ hưu rồi. Đấy, các bạn biết đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, như vậy là khả năng này ít rồi. Còn thành phố Hà Nội thì cũng đương nhiên là bí thư thành ủy thành phố Hà Nội phải là ủy viên bộ chính trị, còn chủ tịch thì đồng chí Trung Ngọc Anh thì cũng là mới. Đấy, mới. Như vậy là khả năng này thấp, rõ ràng là thấp rồi. Chúng tôi có thể qua những cái nội dung chúng tôi chia sẻ với các bạn, hy vọng là các bạn sẽ hiểu hơn và những cái chia sẻ, những cái phân tích của chúng tôi để các bạn từ đây tự định hướng những cái suy nghĩ của mình, tránh tình trạng lệch lạc. Đấy, chúng ta nắm thông tin một số kênh chưa chính xác, từ đấy chúng ta mất niềm tin vào hệ thống chính trị, vào Đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự là quang vinh muôn năm. Bản thân chúng tôi luôn luôn tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, vào nhà nước Việt Nam, vào những nhà lãnh đạo hiện nay và những nhà lãnh đạo được Đảng Cộng sản Việt Nam lựa chọn, Bộ Chính trị Việt Nam lựa chọn và giới thiệu. Đấy là cái việc tin tưởng chúng tôi. Và chúng tôi tin tưởng rằng vào năm 2045, giống như nghị quyết Trung ương Đảng, đất nước Việt Nam sẽ là một nước trở thành Việt Nam hùng cường. Cuối cùng thì cho chúng tôi gửi lời chúc sức khỏe toàn thể các bạn. Chúc các bạn luôn luôn thành công, hạnh phúc và may mắn.